kính an toàn của bộ binh Hoa Kỳ khiến cho giới quân sự các nước khiếp đảm khi nhìn xuyên xe thiết giáp. Lục quân Hoa Kỳ có kính an toàn mới tích hợp hệ thống tăng cường thị giác cho lực lượng cận chiến, có khả năng cho phép binh sĩ nhìn xuyên tường của các phương tiện chiến đấu. Điều này cũng có nghĩa là cho phép binh sĩ bộ binh nâng cao khả năng nhận thức tình huống thực địa vô song mà đối phương không thể địch lại được theo một thông cáo báo chí được chia sẻ trên dịch vụ phân phối thông tin hình ảnh quốc phòng khi ở chiến trường nhận thức tình huống chính là chìa khóa để tồn tại kính an toàn mới của quân đội cho phép quân đội nhìn xuyên qua các bức tường kiên cố lục quân hoa kỳ hiện đang phát triển kính an toàn hệ thống tăng cường hình ảnh tích hợp cho các lực lượng cận chiến liên quan tới các binh lính được lắp và tháo rời cụ thể là bộ binh Khả năng này nhằm mục đích đưa hàng chục ngàn kính mới vào thực địa. Điều này cũng có thể cho phép binh sĩ kiểm tra chung quanh các góc nhìn trong bóng tối và thậm chí chiếu bản đồ kỹ thuật số và dữ liệu chiến thuật khác trên ống kính của kính an toàn. Bởi vì kính an toàn mới sử dụng nguồn cấp dữ liệu từ camera đa hướng được đặt ở bên ngoài xe thiết giáp cho phép một đội sáu binh sĩ được bảo vệ bên trong xe thiết giáp của bộ binh Bradley hoặc Stryker nhìn thấy qua các bức tường của xe, đạt được hình ảnh rõ ràng về hiện trường mà không cần phải mạo hiểm đến tính mạng. Giờ đây thì các binh sĩ cơ giới không cần phải rời khỏi xe trong những tình huống nguy hiểm để cố gắng xem diễn biến tình hình xảy ra ở bên ngoài. Trung sĩ Philip Bardo của quân đội tác chiến lữ đoàn Stryker 12 nói với quân đội trong thông cáo báo chí, cho biết. Baro nói thêm rằng, họ có thể phối hợp với lính bộ binh tấn công mục tiêu từ bên trong xe thiết giáp của mình. Những điều này sẽ giúp giảm thiểu thương vong và nói một cách tổng thể sẽ thay đổi mạnh mẽ cũng như tăng hiệu quả chiến đấu của quân đội Mỹ trên chiến trường. Quân đội đã thiết kế hệ thống tăng cường hình ảnh tích hợp để hoạt động giống như màn hình hiển thị trong suốt được sử dụng trên máy bay chiến đấu giống như hiển thị trong suốt của hệ thống tăng cường hình ảnh tích hợp, hiển thị thông tin bao gồm video, bản đồ và tầm nhìn ban đêm trực tiếp trong tầm nhìn của người lính. Hệ thống tăng cường hình ảnh tích hợp bị đình trệ qua quốc hội, nhưng dự định sẽ mang lại lợi thế chính trong trận chiến. Đương nhiên là binh lính luôn có sẵn những bộ dữ liệu chiến thuật này, nhưng với hệ thống tăng cường hình ảnh tích hợp, giờ đây họ có thể truy cập tức thì một lợi thế quyết định trong khi chiến đấu. Thay vì lục túi để tìm và lật những bản đồ giấy nhiều lớp dựa trên thông tin tình báo đã hết hạn sử dụng, những người lính hiện nay có thể nhanh chóng lập tức xem bản đồ trên hệ thống tăng cường hình ảnh tích hợp của họ mà không cần nhìn ra xa mục tiêu. Hệ thống tăng cường hình ảnh tích hợp cũng có thể kết hợp với những vũ khí của binh sĩ, tạo ra ống ngắm nhiệt với tầm nhìn ban đêm gắn ở trên súng trường, để bao quát một bản đồ di chuyển trên tầm nhìn của họ, đánh dấu vị trí của họ chính xác trên chiến trường. Điều này sẽ giúp cho binh sĩ tránh được sự tấn công của hỏa lực hoặc là bắn tỉa của đối phương từ đằng sau, các góc chung quanh, chỗ núp để che chắn tầm nhìn không thể lộ cơ thể của họ trước các cuộc tấn công tiềm tàng của đối phương. Các binh sĩ cũng có thể sử dụng hệ thống tăng cường hình ảnh tích hợp để truy cập vào các camera rất nhỏ bay ở trên đầu qua một chiến trường đang hoạt động. Theo báo cáo của Popular Mechanics, thì quân đội đã yêu cầu 1.1 tỷ Mỹ Kim để mua 40.000 kính an toàn hệ thống tăng cường hình ảnh tích hợp. Mặc dù điều này là đủ trang bị cho mọi binh sĩ tiền tuyến trong quân đội, nhưng Quốc hội Hoa Kỳ đã làm chậm chương trình trong năm nay, giảm 20% ngân sách được yêu cầu. Trong khi chương trình tiếp tục hành trình thông qua hành chính của chính phủ những chiếc kính an toàn mới này sẽ cho phép binh sĩ thích nghi với môi trường chung quanh xác định kẻ thù tiềm năng và điều chỉnh chiến thuật để tối ưu hóa điều kiện thành công